Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay, cô Giang sẽ giúp em học sinh lớp 8 làm bài tập về hàng đẳng thức. Bài tập hôm nay là bài 7, 8, 9, 10. Chúng ta sang bài 7. Viết các biểu thức sau thành đa thức. Câu A là A trừ 5 thừa số với A bình cộng 5A cộng 25. Thì ta giải bài toán như sau. Để viết biểu thức này thành đa thức thì chúng ta sẽ vận dụng hàng đẳng thức. Là A trừ đi B tất cả thừa số với A bình phương cộng AB cộng với B bình phương thì bằng A lập phương trừ đi B lập phương. Ta thấy trong bài tập 7A ta có A trừ đi 5 tất cả thừa số với A bình phương cộng với 5A cộng với 25 thì nó chính là A trừ đi 5 tất cả đem nhân với A bình phương cộng với 5A chính là cộng với A nhân với 5 cộng với 25 chính là 5 bình phương. Như vậy phù hợp với hàng đẳng thức. Cho nên bằng A lập phương trừ đi 5 lập phương và kết quả bằng A lập phương trừ đi 125. Ta sang phần B. Phần B là x cộng với 2y tất cả thừa số với x bình trừ 2xy cộng với 4y bình phương. Để giải bài toán này ta sẽ vận dụng hàng đẳng thức là A cộng với B tất cả thừa số với A bình trừ AB cộng B bình bằng A lập phương trừ cho B lập phương. Vậy ta vận dụng vào bài như sau. Bằng x cộng với 2y, đây là A cộng B, tất cả thừa số với A bình là x bình trừ thì 2xy ta viết tách ra thành x nhân với 2y cộng với 4y bình ta viết là 2y tất cả bình phương. Như vậy cái phần thứ hai ta cho vào trong móc vuông. Vậy bằng là x lập phương cộng với 2y tất cả lập phương bằng x mũ 3 cộng với 2y tất cả mũ 3 thì 2 mũ 3 là 8. Như vậy là 8y mũ 3. Ta sang bài số 8. Cũng viết các biểu thức sau thành đa thức. Câu A là A trừ đi 1 thừa số với A cộng 1 thừa số với A bình phương cộng với 1. Thì lúc này ta sẽ vận dụng hàng đẳng thức. A trừ B thừa số với A cộng B ở lần thứ nhất đối với thừa số A trừ 1 thừa số với A cộng 1. Vậy nó bằng là A bình phương trừ đi 1 bình phương tất cả nhân với A bình phương cộng với 1. Vậy nó bằng A bình phương trừ 1 tất cả thừa số với A bình phương cộng 1. Ta lại vận dụng hàng đẳng thức này một lần nữa thì bằng A bình phương tất cả bình phương trừ cho 1 bình phương. Thế thì kết quả cuối cùng là A mũ 4 trừ đi 1 bình phương là 1. Bài 8 phần B là xy cộng 1 tất cả bình phương trừ đi xy trừ 1 tất cả bình phương. Thì bài toán này chúng ta có thể giải bằng hai cách. Cách thứ nhất là ta khai triển mỗi cái hàng đẳng thức ra, hàng đẳng thức xy cộng 1 tất cả bình phương và xy trừ 1 tất cả bình phương. Ta khai triển xong rồi ta thực hiện thu gọn. Hoặc là ta dùng luôn cái hàng đẳng thức là A bình trừ đi B bình. Như vậy lúc này chúng ta sẽ thực hiện bằng hai cách. Cách 1 là ta khai triển từng hàng đẳng thức xy cộng 1 tất cả bình phương thì bằng xy tất cả bình cộng với 2 nhân với xy nhân với 1 cộng với 1 bình phương trừ đi, mở móc vuông, xy trừ 1 tất cả bình phương thì ta viết là xy tất cả bình phương trừ 2 nhân với xy nhân với 1 cộng với 1 bình phương bằng x bình y bình cộng với 2 xy cộng với 1. Chúng ta thực hiện bỏ dấu ngoặc, trừ đi xy tất cả bình phương thì bằng trừ x bình y bình. Rồi trừ đi 2xy nhân 1, nó là trừ 2xy, bỏ dấu ngoặc đằng trước dấu trừ thành cộng 2xy. Cộng với 1 bình phương ở trong ngoặc thì 1 bình phương là 1, bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu trừ thành trừ 1. Tiếp theo chúng ta thực hiện thu gọn. Ta có x bình phương, y bình phương và trừ x bình phương, y bình phương, hai số này triệt tiêu. Cộng 1 và trừ 1, triệt tiêu. Như vậy kết quả cuối cùng còn là 2xy cộng với 2xy, nó là 4xy. Cách thứ hai là xy cộng 1 tất cả bình phương trừ đi xy trừ 1 tất cả bình phương thì bằng. Lúc này chúng ta dùng hàng đẳng thức A bình phương trừ B bình phương thì nó bằng, mở móc vuông, A là xy cộng 1 trừ đi B là trừ đi xy trừ 1. Biểu thức này là A bình phương trừ cho B bình phương thì đây chính là A trừ cho B tất cả thừa số với A cộng với B, tức là bằng, mở móc vuông, xy cộng với 1 cộng với xy trừ cho 1, đóng móc vuông lại.
kết quả bằng. Ta sẽ thực hiện bỏ dấu ngoặc. Ta bỏ dấu ngoặc vuông bằng cách là mở ngoặc tròn xy cộng 1, bỏ dấu ngoặc tròn đằng trước có dấu trừ thành trừ xy cộng 1 nhân với. Cái móc vuông thứ hai ta bỏ móc vuông đi, còn ngoặc tròn là xy cộng 1 cộng xy trừ 1 bằng. Ta thực hiện ở ngoặc tròn thứ nhất chúng ta thực hiện thu gọn xy trừ xy thì nó triệt tiêu, còn 1 cộng 1 là 2. Ở cái ngoặc tròn thứ hai thì cộng trừ 1 triệt tiêu, còn xy cộng xy là 2xy. Vậy kết quả bằng 2 nhân 2xy thì nó là 4xy. Ta sang bài số 9 trang 22. Câu A là cho x cộng y bằng 12 và x nhân y bằng 35. Tính x trừ y tất cả bình phương. Ta giải bài 9. Phần A. Ta có x trừ y tất cả bình bằng x bình trừ 2xy cộng y bình bằng. Ta làm xuất hiện x cộng y tất cả bình thì viết là x bình phương. Thay vì trừ 2xy ta viết là cộng với 2xy rồi trừ đi 4xy. Như vậy ta hiểu là tách trừ 2xy bằng 2xy trừ 4xy. Còn cộng với y bình ta viết vào. Vậy bằng 3 số hạng đầu là hạng đẳng thức x cộng với y tất cả bình phương rồi trừ đi 4xy. Ta thay x cộng y bằng 12 và x nhân y bằng 35 thì ta được nó bằng là 12 bình phương trừ đi 4 nhân với 35 bằng 12 bình phương bằng 144, còn 4 nhân 35 là 140. 144 trừ 140 thì còn 4. Ta sang câu B là cho x trừ y bằng 8 và x nhân y bằng 20. Tính x cộng y tất cả bình phương thì ta cũng có là x cộng với y tất cả bình phương bằng x bình phương cộng với 2xy cộng với y bình phương. Bây giờ ta làm xuất hiện x trừ y tất cả bình phương bằng cách là x bình phương ta giữ nguyên, thay vì cộng 2xy ta viết là trừ 2xy cộng với 4xy. Như vậy 4xy trừ 2xy vẫn là 2xy. Chúng ta hiểu là ta tách 2xy thành 4xy trừ 2xy rồi cộng với y bình phương. 3 số hạng đầu là hạng đẳng thức x trừ đi y tất cả bình phương cộng với 4xy. Ta cũng thay x trừ y bằng 8 và x nhân y bằng 20 thì ta được 8 bình phương cộng với 4 nhân với 20. 8 bình phương là 64 cộng 4 nhân 20 là 80 thì kết quả bằng 144. Ta sang phần C. Cho x cộng y bằng 5, x nhân y bằng 6, tính x mũ 3 cộng với y mũ 3. Ở câu C, cho x cộng với y bằng 5 và x nhân y bằng 6, tính x mũ 3 cộng y mũ 3. Thì ở phần này chúng ta sẽ có hai cách giải quyết. Hoặc là ta khai triển hạng đẳng thức x lập cộng y lập theo hạng đẳng thức cũng được. Hoặc là ta dùng cái hạng đẳng thức A cộng B tất cả lập cũng được. Như vậy cô sẽ hướng dẫn bài này bằng hai cách. Cách 1 là x mũ 3 cộng y mũ 3 thì bằng x cộng với y tất cả thừa số với x bình trừ xy cộng y bình. Vậy bằng x cộng y tất cả đem nhân với. Ta lấy x bình phương cộng với 2xy cộng với y bình phương. Thế thì lúc này x bình y bình có sẵn rồi, nhưng mà ta cộng 2xy thì lúc này ta phải trừ 3xy cho vào trong móc vuông. Vậy bằng x cộng với y tất cả đem nhân với, mở móc vuông là x cộng với y tất cả bình phương trừ đi 3xy. Vì đề bài cho biết x cộng y bằng 5 và x nhân y bằng 6 cho nên ta thay x cộng y bằng 5, x nhân y bằng 6 thì được 5 nhân với mở móc vuông 5 bình phương trừ đi 3 nhân với 6 bằng 5 nhân với 5 bình phương là 25 trừ 3 nhân 6 là 18 bằng 5 nhân với 7, vì 25 trừ 18 bằng 7 và kết quả bằng 35. Ta sang cách thứ hai. Thì ta có x mũ 3 cộng với y mũ 3 thì bằng x mũ 3 cộng với 3x bình y cộng với 3x y bình cộng với y mũ 3 rồi lại trừ đi 3x bình y trừ đi 3x y bình. Tức là ta thêm bớt hai cái số hạng 3x y bình và 3x bình y bằng 4 số hạng đầu là của hạng đẳng thức x cộng y tất cả mũ 3 trừ đi
hai cái số hạng sau ta đưa vào trong ngoặc đằng trước và dấu trừ, thì thành trừ đi mở ngoặc 3x bình y cộng với 3x y bình, vậy bằng x cộng với y tất cả mũ 3 trừ đi. Ta thấy 3x bình y và 3x y bình có phần giống nhau là 3xy. Ta thực hiện tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng thì ta được là 3xy nhân với x cộng với y. Rồi ta thay x cộng y bằng 5 và x nhân y bằng 6 thì ta được là bằng 5 mũ 3 trừ đi 3 nhân với 6 nhân với 5 bằng 5 mũ 3 là 125 trừ đi. Ở đây ta thấy 6 x 5 là 30, 30 x 3 là 90. 125 trừ 90 thì kết quả bằng 35. Đấy. Tiếp theo ta sang phần D. Phần D là cho x trừ y bằng 3 và x nhân y bằng 40. Tính x mũ 3 trừ y mũ 3. Vậy trước tiên ta tính x mũ 3 trừ y mũ 3. Thì theo hàng đẳng thức ta được là x trừ đi y tất cả đem nhân với x bình cộng với xy cộng với y bình, vậy bằng x trừ đi y nhân với x bình phương ta để nguyên, ta trừ đi 2xy cộng với y bình để làm xuất hiện hàng đẳng thức x trừ y tất cả bình. Nhưng ở trong đề bài chỉ có cộng xy mà lúc này ta trừ 2xy, do đó ta phải cộng trả 3xy. Vậy nó bằng x trừ đi y nhân với mở móc vuông 3 số hạng đầu chính là x trừ đi y tất cả bình phương cộng với 3xy cho vào trong móc vuông. Ta thay x trừ y bằng 3 và x nhân với y bằng 40 thì ta được bằng 3 nhân với mở móc vuông 3 bình phương cộng với 3 nhân với 40. Như vậy bằng 3 nhân với mở ngoặc x trừ y là bằng 3 rồi đem bình phương cộng với 3 nhân với x nhân y là 40 bằng 3 nhân với 3 bình phương là 9 cộng 3 nhân 40 là 120 bằng 3 nhân với 129. Kết quả bằng 387. Thì ở trên cô vừa mới hướng dẫn, cô gọi đây là cách 1. Thì sang cách thứ 2, ta cũng làm tương tự cách thứ 2 ở giống như bài C. Tức là x mũ 3 trừ cho y mũ 3, ta viết thành x mũ 3 trừ đi 3x bình y cộng với 3xy bình trừ đi y mũ 3. Như vậy phần x mũ 3 và trừ y mũ 3 vẫn còn đây. Chúng ta tự trừ đi 3x bình y, bây giờ phải cộng trả 3x bình y. Tức là bớt thì lại thêm vào, bớt 3x bình y, bây giờ là thêm vào 3x bình y. Và lúc nãy ta thêm vào 3xy bình thì bây giờ ta lại bớt đi 3xy bình. Rồi, 4 số hạng đầu nó là hàng đẳng thức x trừ đi y tất cả mũ 3 cộng với 2 số hạng sau thì ta thấy có phần giống nhau là 3xy, cho nên chúng ta dùng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, ta rút 3xy ra thì còn lại là x trừ đi y ở trong ngoặc. Vì ta thay thay x trừ y bằng 3 và x nhân y bằng 40 thì ta được là bằng 3 mũ 3 cộng với 3 nhân với, thay vì xy nó là 40, thay vì x trừ y nó là 3. Như vậy kết quả bằng 3 mũ 3 là 27 cộng với, ở đây ta thấy 3 nhân 3 là 9, 9 nhân 4 là 36. Vậy kết quả 3 thừa số này nhân nhau là 360. 360 cộng 27 thì bằng 380 mét. Chúng ta sang bài 10. Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều bằng 5 cm, thể tích của hình hộp chữ nhật sẽ tăng bao nhiêu nếu câu A là chiều dài và chiều rộng tăng thêm A cm, câu B là chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều tăng thêm A cm. Ta giải bài toán này. Bây giờ một hình hộp chữ nhật mà có chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều bằng 5 cm thì thể tích của hình hộp chữ nhật ban đầu là nó là 5 nhân với 5 nhân với 5 là dài nhân rộng nhân cao thì kết quả bằng 125, đơn vị là cm khối. Khi chiều dài và chiều rộng cùng tăng A cm thì thể tích của hình hộp chữ nhật là, lúc này chiều dài là A cộng 5, chiều rộng cũng là A cộng với 5, còn chiều cao là 5. Ta nhân A cộng 5 nhân A cộng 5 và nhân với 5 thì A cộng 5 nhân A cộng 5 nó chính bằng A cộng với 5 tất cả bình phương rồi nhân thêm với 5. Vậy bằng A bình phương cộng với 2 nhân với A nhân với 5 cộng với 5 bình phương
rồi tất cả đem nhân với 5 bằng a bình phương nhân với 5 là 5a bình phương cộng với 2 nhân với a nhân 5 là 10a, 10a rồi nhân với thừa số 5 ở bên ngoài nữa thành 50a, cộng với 5 bình phương mà nhân với 5 thì thành 5 mũ 3 là 125, đơn vị là cm khối. Khi đó thể tích của hình hộp chữ nhật tăng là, ta lấy thể tích mới là 5A bình phương cộng 50A cộng 125, rồi trừ đi thể tích cũ là 125 thì ra phần tăng, thì 125 trừ 125 nó chi tiêu, còn lại là 5A bình phương cộng 50A, đơn vị là cm khối. Tiếp theo ta sang câu B. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều tăng thêm A cm. Khi chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều tăng A cm thì thể tích của hình hộp chữ nhật mới là, ta sẽ lấy là A cộng với 5 là chiều dài, nhân chiều rộng mới là A cộng với 5, nhân chiều cao mới cũng là A cộng với 5. Thì kết quả bằng A cộng với 5 tất cả mũ 3. Vậy bằng A mũ 3 cộng với 3 nhân với A bình phương nhân với 5 cộng 3 nhân với A nhân với 5 bình phương cộng với 5 mũ 3 bằng A mũ 3 cộng với 15A bình phương cộng với 5 bình phương là 25 nhân với 3 thì thành 75. Như vậy 75A cộng với 5 mũ 3 là 125. Khi đó thể tích của hình hộp chữ nhật tăng là, ta lấy A mũ 3 cộng với 15A bình phương cộng với 75A cộng với 125, rồi trừ đi 125 thì kết quả bằng A mũ 3 cộng 15A bình phương cộng 75A, đơn vị là cm khối. Ở trên chiều thể tích là đơn vị là cm khối nhé. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.